thường cái tâm lý chung của chúng ta ấy, là ví dụ như là son pha mì cũng buông nhưng mà nghe sướng nó đã nó dài đúng không, nhưng mà là mì pha son cái son này không chịu bấm lâu, mình làm muốn sang tư thứ hai rồi, là cái đó là cái nhược điểm chung của chúng ta mà chúng ta không để ý. Hoặc là si đô mà không chịu giữ lâu thì mà đô si là thì nghe sướng lắm, đô si là nghe sướng lắm đúng không, mà là si đô là chưa xong đâu đó nhảy sang tây kia rồi đấy, tức là cái trở về cái đội nốt trầm đấy là cái nốt dây buông ấy, thì chúng ta nghe nó dài hơn, nhưng mà nghe cái kia cái bấm thì nó khổ hơn. Nhưng về thì pha là cái pha chả chịu bấm đâu, sang cái nốt pha đi về nghe sướng lắm. Son la cái lá cũng chả thành bóng lâu đâu, mà lá son thì nghe có vẻ nó dài. Si đô dê dê cũng không chịu bóng lâu đâu, dê đô xì thì nghe có vẻ chứ không chịu bóng đâu, phải là lâu lâu người ngon phải chạy như nhau được rồi, dễ chiến. Bây giờ mình chơi chơi bài nốt nó đen kìa. Cái được không? Chơi cho cao lên. Chơi nó hay. Với cái nó thoa thay. Tại vì thoa thay mình nhìn kia đồ này, đồ lên mi. Đây bốn đô là có một dây năm thôi, đô này là muốn năm bỏ ra, đô đô này D là buông này, cái bốn buông này, đi đô này đô nốt đầu đó, đô ha ngăn ba dây năm, nó áp út đầu, nó áp út đầu, đúng rồi trên 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 chút xíu, đây này đô này đô này đô này đó, đô ra, đô, dê nha, dê này, dê, mi, pha son này, pha son, rồi đến đó rồi, nhưng mà pha mi, đô, 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 rồi son đẩy luôn xuống dưới buông ra là dây 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 ba này, son
Rồi đây nó thôi, một lần son thôi. Nó ngược vào là pha. Nó là bên cạnh là mi. Rồi buông ra dê. Rồi bấm đô là trở về đô. Đó là bài bài tập của đen đó. Làm nhá. Đô. Buông ra dê. Rảy luôn. Dê. Rồi mi là bóp dây giữa, cũng ngón dây 4 luôn, dây mi. Rồi pha bên cạnh. Rồi son vuông dây 3 luôn, đẩy luôn. Cho người bạn là pha. Mi là bên cạnh luôn. Dê vuông. Đầu là cái ban đầu. Đó, chúng ta phải tập cái đen này nhé. Rồi. Rồi.
mình đang làm theo kia, chứ không làm theo trước. Trước là theo cái căn bản kia thôi. Mức này các chị mới bắt đầu đi được vào mức là một số bài cơ bản nào nốt tạo tay kia mới là mới chớp đó.